Tôi cần chú ý điều gì khi pha sữa? Nếu bạn dùng sữa bột, thì bạn luôn cần phải chú ý rằng bạn đã đong đủ lượng để đảm bảo sữa hòa tan tốt và cung cấp đủ thành phần dinh dưỡng. Ở đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn. Bạn lấy thìa đong sữa trong hộp, múc nhẹ một thìa, không được ấn thìa xuống, rồi sau đó dùng cán dao gạt phẳng miệng thìa và đổ vào bình. Số lượng thìa sữa như hướng dẫn sử dụng. Đây chính là cách đong sữa đúng. Khi đã đong sữa xong, bạn phải đóng gói lại, gấp mép túi lại như thế này. Quan trọng là phải giữ hộp sữa ở chỗ tối và khô thoáng. Tốt nhất là hãy cất vào tủ bếp và thuận tiện nhất là dùng một chiếc kẹp để kẹp lại, tránh túi sữa không bị bung ra. Khi hộp sữa đã được sử dụng hết hoặc còn sót lại một chút, bạn hãy vứt đi, không nên giữ lại. Bạn cũng không nên pha nhiều sữa để dự trữ, chẳng hạn pha sữa từ buổi sáng để buổi trưa cho trẻ bú, bởi vì nhiều vi trùng sẽ sinh sôi và tất nhiên là không tốt cho sức khỏe. Sau khi được sử dụng, bạn phải rửa sạch bình sữa ngay, tốt nhất là ngay sau bữa ăn, và rửa bằng bàn chải cọ bình. Trong 6 tháng đầu đời của trẻ, nên tiệt trùng bình sữa để đảm bảo không vi khuẩn có hại nào có thể làm hại bé.